Xin được chào quý ông bà cùng cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của trường. Hiện tại trường đang có mặt tại Hải Tiến quý vị ạ. Và hôm nay cái nội dung hôm nay trường chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị có thể là biết thêm về khu du lịch Hải Tiến của Hoàng Hóa Thanh Hóa quý vị ạ. Đây cũng là một cái điểm đến và cái khu du lịch có thể là rất tốt để cho du khách có thể là đến được trải nghiệm và du lịch và tắm mát tại cái bờ biển đây quý vị ạ. Thì ông bà cô chú anh chị xem video cho trường xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh trường. Xin được cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Ở đây trường đang đứng trên một cái bờ biển quý vị ạ. Qua đây quý vị có thể là xem được các du khách đã xuống tắm tại cái bãi biển một buổi sáng rất đông quý vị nhá. Hãy tiến đây có những cái hàng dừa với không gian rất đẹp, rất mát để cho du khách đến có thể là trải nghiệm tại một cái dọc bờ biển của Hải Tiến. Có thể là nói là một cái khu vực để lý tưởng du lịch cho tất cả các du khách từ khắp nơi để đến với Hải Tiến vào hè năm 2024 quý vị nhá. Các du khách quan tâm và đã đi đến tại cái vùng biển Hải Tranh được bà con ngư dân đã đánh bắt lên và được bán trực tiếp những cái đồ hải sản tươi sống quý vị nhá. Mình mua được những cái gì cho hai chị em ơi? Mấy đồ biển này à? À, mình ở đâu nhỉ? À, Hà Nội à? À, xa nhỉ? Mình đi mấy ngày vào trong đây à? À, rồi. Đây có đẹp không? Rồi, cảm ơn nhiều nhá. Đây có hai bạn trẻ tại Hà Nội đấy quý vị ạ. Đã đến tại vùng biển Hải Tiến để đi du lịch và trải nghiệm. Có mua những cái đồ hải sản đây quý vị nhá. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Bé đang ngồi đang bóc bánh cái ăn đấy quý vị. Ăn cái bộ chua kéo mình cái chuyện tham vô bằng bố vô tàn là mất 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 lâu ai chúng ta đang ngồi giống chết đi. Ở đây các bác đã gõ được một xô cua đấy. Làm đi nước ở đây ra đi. Làm cho đi nước ra đi. Cái đó tiền. Không ai em cứ như vậy à. Ra đây lắm. Và mấy cái con này tầm là thế 2-3 lạng con đấy chị nhỉ. Đây cua biển mới được đánh bắt lên đây quý vị nhá. Đây cua to, cua tươi đang mới được đánh bắt tươi lắm, sống. Ở đây là những cái càng đã bị dùng này quý vị này, cái càng cua to cho quý vị này. Dây mô đại. Kia có mình lên lâu chưa bác? Về đi vừa vô. Vâng, vừa vừa vào được tiếng nó hồ đúng không bác? Vâng, mới có tiếng này. Thì đi 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 đánh đi mấy năm giờ hôm qua đi. Vâng, à. Vâng. Chạy mất tiếng rưỡi đồng hồ. Vâng. Ra đến nơi đánh lưới mất nằm mất tiếng kéo. Vâng. Đi đánh cua này có đi xa từ cái bờ biển này ra xa không bác? Chục lý là 1 cây 10 cây 8 hả bác? Chục lý là 10 cây 8. Vâng. Đây những cái tay lưới của bác là phải được nhiều cua lắm nhỉ. Phải được cái cả trăm con đó nhỉ. Được. Bán từ tháng đến giờ mà chưa hết mà. Vâng. Bán từ tháng giờ biết đang người đang vỡ. Cua này bán bao nhiêu tiền một cân bác? Nếu cua tròn là 450-500. Vâng. Còn cua loá là 300. Vâng. Tối đồng là 350 đến dưới đây nữa này. Vâng, tối đồng là 350 đến 400 đúng không? Vâng. Này phải tầm đến 2 lạng bác nhỉ. Đây này có đến phải 3 lạng đấy. 3 lạng. Đây quý vị này, quý vị có thể là xem một con 3 lạng. Trong cua trong cái tay lưới các bác này. Còn các con chết người ta bán ngoài bán ra. Cứ nó được đến nặng. Trăm con là 3 yến. Ừ. 3 yến thì là rơi. À, thế này được có chiều bạc bác nhỉ. Đây nữa. À, hơn chứ? Hơn chứ. Coi như hôm nay đồng tính 3 triệu thì 3 triệu 4 triệu. Đúng rồi. Hỏi thẳng là em hỏi 35 chị lấy được thì lấy. Dạ. Cua 35 lấy quý vị ạ. 350 là
mà không chịu lấy xô thì phải lấy xô cả chứ. Đang cửa đây cá đây nó này. Vâng, trên 100 mét bị lọn các cá đây này. Cá ngồi cá bớt trước cá trong lưới đây bớt trước cá to lắm. Này được cá nhỏ này, vâng. Được con hàng cân. Vâng. Con cá mua để ăn này. Hiện tại trường đang có mặt tại vùng Nam Hải Thanh như này chị ạ. Con to đây. Cùng với người dân chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị có thể là xem được thì các bác người dân hôm nay đi đánh bắt và thả lưới có được cả những cái mía cua biển quý vị ạ. Mẻ cua biển đây là cua biển đúng rồi, nó đang chuồn ở dưới nhiều lắm và cua ăn sò chuồn dưới vì ngập một cái tay, tại vì cái tay lưới này rất dài cho nên là cua dưới đây còn đang rất nhiều quý vị nhá. Ngoài kia có các cái xe máy, có các chị đi đến để mua bùn mồi đấy quý vị ạ. Và hôm nay đi mua tôm tích đó. Và tôm tích và mồi. Mua con đây. Hôm nay theo trưởng thấy trên cái bãi biển Hải Thanh này các ba người dân kéo rất được nhiều mồi quý vị nhá. Con đi mà đúng bỏ ra gạch bánh không. Ở cái nguồn đấy là lắm gạch đấy. Cái bụng biếu biếu. Đứt thoát thì tay luôn, cá phát là đúng là đứt tay. Loại này bỏ vô háng đàn bà đang cặp vô cưới. Đang nói hài đó. Món tổ cua. Đây quý vị này, bên đây nhà anh cũng trên. Anh đang gõ những cái tài lưới đầu tiên đấy quý vị ạ. Tại trường đứng đây là có hai chiếc kia, có các bác người dân tại Hải Thành quý vị nhá. Thuộc huyện Hóa, tỉnh Hóa quý vị ạ. Vâng. Trên núi có không? Dạ. Chắc không. Chắc là nằm ở bên phần của núi. Cảm ơn các bác nhiều nha, các bác khởi đi. Vâng. Má đi lên nha. Anh chị khởi đi nha. Vâng. Đây bên đây có các chị đi mua bún môi quý vị ạ. Và các du khách cũng thưa đang rải rác tại cái bờ biển Hải Thanh. Vì hôm nay cũng là chủ nhật cho nên là du khách đến cũng rất đông quý vị nhá. Đây xem đây các bác đang mua những cái con cá thật bơn này quý vị ạ. Hôm 500 này. Cá bơn 200 cái này 500 đây là cá thần bơn, bán nó báo tổng cá là 500 quý vị ạ. Ở đây này quý vị này, bây giờ đang là 8 giờ cho nên là bắt đầu thuyền kia các bác đang vào rất đông quý vị nhá. Đấy, đang tiếp theo có hai chiếc kia đang bám vào sau bên cái bãi cát này quý vị. Đây và cái mía tôm tích bán mới được bưng lên đây quý vị này. Tôm tích và ghẹ đấy. Đây có các du khách đến để đi du lịch và trải nghiệm để xem người dân kéo những cái bến lưới này đấy quý vị ạ. Đây mọi người đã xuống nhau lại để xem những cái mớ tôm tích và ghẻ anh đã vừa mới bưng lên đấy quý vị nhá. Và có cá ra các du khách đã đến tham quan và xem những cái mớ tôm thích của người dân đã đánh lên tôm rồi cá có đầy đủ. À.
đây là trước là bản anh uống thì đây là hai cái chậu tôi thích cũng gì bán ngư dân vừa mới được đánh lên như gì nhá các du khách đây. Đây là những chiếc kia các bác được làm từ hoàn toàn từ những cái lùn cái chia các vị nhá, được lắp những cái đầu nổ vào để có thể là ra khơi để đánh những mía lưới xa xa bên kia quý vị có thể là xem được rất đông bà con ngư dân và các du khách, và xa hơn nữa là các cái tòa nhà khách sạn tại Hải Tiến đó quý vị ạ. Quý vị có thể là xem được ở đông bà con đã đến rồi và tàu bè đã vào này, đây có những cái chiếc xe máy các chị đến mùa buôn này này quý vị này. Và có thể nói là hôm nay biển động quý vị ạ. Những cái cơn sóng rất lớn quý vị. Wow. Xa xa ngoài kia có ghe đang vào là nhiều lắm quý vị nhá. Đồng chí tía đang nghỉ. Thì thể dục trên bãi biển đấy quý vị ạ. Đây này quý vị này, quý vị có thể là xem được những cái sinh vật biển. Đây là chú cua con cô này quý vị ạ, đang bò trên cái bãi cát. Đúng là một hạt cát rất bía nhúa trên sa mạc. Wow, nước đã vào đến đây quý vị. Đấy. Chiếc kia tiếp tục bắt đầu cập bến đây quý vị ạ. Bên đây là chắc lẽ có hai anh chị. Mía mồi có các anh các chị đang thanh lên trên bờ đấy vì này. Trong đây có các du khách công thích nhiều lắm vì ạ. Nhiều ông chị ơi. Đấy những cái xô những cái xô bè bè các chị đang được bưng từ những cái con kia của anh mới vào lên đấy quý vị ạ. Rất nhiều vẻ đẹp quý vị nhé. Đây, hiện tại có các du khách đã rất đông trên cái bãi biển cùng bà con ngư dân này quý vị ạ. Vâng,
cháu quay tí đó. Cháu là có một cái cháu này ạ. Đây cô với chị rất tươi quý vị nhá. Cô mới đánh bắt được lên luôn. Tôm. 350 một cân. 350 một cân. Tôm nữa này. Bán con này luôn này. Đó. Tầm mút. Đẹp trên bãi biển này quý vị này. Mặc áo vừa chối này đâu quý vị ạ. Đây là những cái khay môi có chị đánh bắt lên và cả những cái bía tôm tích đấy quý vị. Môi tươi quý vị nha, tại xã Hoàng Thanh của huyện Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Môi rất tươi quý vị. Tôm tích luôn. Và bên đây là làm cho một cái bảng các thì đã mới được thanh lên lên đi này. Wow, rất nhiều điểm. Mồi tươi, mồi vàng óng gì? Đây mồi tươi nhiều không gì nhá, mồi rất tươi luôn. Các bác nhân dân mới được đem từ cái chiếc kia lên đấy quý vị ạ. Trong những cái mía môi này có lấn những cái con bể bể đấy quý nhá. Đây có lấn những con bể bể. Má không? Không. Bao nhiêu mà kêu bán thôi. Để mua 200 rất nhiều môi luôn. Mua 230 số 3 mà thèm mua 4 thế nào.
con rí 2 là 120 này, cháu 308 này. Đấy, có rất đông các du khách đã đến tại thủ biển Hải Thành quý vị ạ. Alo. Đây là mô bớt phải bè đây em ơi. Bà chị Hiền ơi, cho má điều nó đi cái mô này rồi. Mà trăm ba bẹt xuống mai không có hàng mớ, tôi đi một cái hồ nữa. Lý ơi, không có đừng có nhận nữa. Cô lấy một mốc một chạy đâu rồi, cho đây ai lấy được bà. Bên phía bên trong kia là một cái điểm để bà con giống như là một cái chợ nổi trên cái bãi cát đấy quý vị ạ. Đây có các du khách đang ra đến thăm cái khu vực có bà con bán hàng quý vị nhá. Bán toàn đồ hải sản tươi tại biển quý vị ạ. Phải chứa được mấy khai nữa bây ạ? Đây mồi từ rất nhiều đúng không nhỉ?
Ê, cảm ơn anh nhá. Ở đây là những cái chiếc kia có ngư dân đã lên, có những cái thùng nuôi đầy áp taxi này. Bác đang tôi muốn khai mồi đấy gì ạ? Rất vất vả cho bác ngư dân miền biển một buổi sáng, nhưng mà có thể đối lại là những cái thành quả các bác đã thu về và đã đánh bắt về những cái mía mồi rất nhiều quý vị nhá. Đây trong đây các chị có chia những cái ô và bán những cái đồ hải sản tươi vừa mới đây được đánh bắt lên từ những chiếc kia cho các du khách quý vị nhá. Có tôm cua, có mực. Đây có tôm cua, có mực, các chị đã bày bán lên rất nhiều cho du khách có thể đến tại vùng biển Hải Tín để du lịch trải nghiệm và mua những cái đồ hải sản tươi đấy quý vị ạ. Còn có chị gái này bán những con cá thu tua cho này quý vị này. Và đây là cá thu quý vị ạ, cá rất tua luôn, được bày bán trên cái bãi cát đây luôn quý vị nha. Có các du khách đã đến rất đông, tại vì hôm nay là Chủ nhật, cũng là một cái ngày nghỉ cho nên là các du khách đến tại Hải Tín tắm biển và trải nghiệm và có mua những cái đồ hải sản tươi sống tại vùng biển Hải Thành đấy quý vị ạ. Đấy bè bè rồi tôm tích cũng là bè bè đấy quý vị ạ, và mực và cua. Đấy. Con cá này có mấy con cá thù rất to quý vị này. Cá ngon chị nhờ. Và cá thù rất ngon đấy. Cảm ơn chị nhiều nhá. Tôm rất tươi quý vị. Bên đây có các khai mồi, các chị đang đánh lên quý vị này. Các khách đang đứng để xem và mua đấy quý vị. Đây là mực ống quý vị ạ. 600 bỏ ra một cân này. Ủa rất nhiều quý vị nhá. Đấy quý vị này, đây có những cái miếng cá nướng rất ngon quý vị nhá. Cá nướng được nướng tại cái bếp than có chị đây luôn này chị. Sáng giờ bán được nhiều chứ chị ơi. Chị. Và cá ngon chị nhờ. Đây có các chị đang làm thịt cá và nướng tại cái bếp than trên một cái bãi biển cho các du khách đến để mua cái gì nha. Cá ngon, cá tươi luôn cái gì ạ. Chị làm cá tại bãi cát luôn và nướng cho du khách có nhu cầu đến tại cái biển Hải Tín và Hải Thành đây để mua những
có hải sản tươi sống về có thể làm cò, làm những kỷ niệm hoặc là mua về để tổ chức những cái bữa ăn đấy quý vị ạ. Đây qua đây quý vị có thể là xem được và đây là một cái không gian mở trên cái bãi cát, được các bác các chị dựng những cái ô lên để bán những cái đồ hải sản tươi sống của các bác ngư dân được đánh lên, và có thể nói là du khách đến quan tâm rất đông quý vị ạ. Xa xa bên kia là các thuyền của ngư dân đã lên và du khách đến rất đông để đi trải nghiệm và du lịch tại biển Hải Tín. Đây qua đây quý vị có thể là rất đông các du khách đã quan tâm và đến tại cái vùng biển Hải Thanh, ngư dân đi đánh bắt xa bờ lên.